Trời ơi, cái cây giáo này đâm bụng chết không? Chết à? Vậy thôi nha, ở đây chơi đi. Trời ơi, đại ca, đại ca đứng đây sáng giờ hả? Mệt không? Ồ, vậy mà không đổ mồ hôi hay hả? Tao không biết ai mệt luôn chứ tao muốn mệt quá nè. Gì vậy tía? Tía đi mới có một chút cơ. Ồ, tía. Gì? Tía mua kẹo ăn ơi. Mua kẹo ăn thì xứng răng. Vậy con ăn bánh. Ăn bánh sao ăn cơm? Vậy con ăn chè. Ăn chè tốn tiền. Ăn xôi. Xôi cũng vậy. Bò bía. Gì cũng thế. Ăn thì con cao. Con ăn hoài, cái tướng à, mấy tuổi mà bự bự lớn vậy đó. Con sẽ bị béo phì con sẽ không có sức mạnh như mấy cái chú này, biết không? Trời ơi, vậy tí không biết rồi. Con hả, con khỏe lắm á. Tướng con vậy mà con mạnh nhất lớp luôn á. Con khỏe nhất lớp? Đúng rồi, thầy giáo chủ nhiệm công nhận luôn á. Đó, tất cả mọi thứ chỉ có cái này là con giống tí hồi nhỏ thôi. Đúng rồi. Hồi nhỏ tí cũng được khen là khỏe nhất lớp. Đúng rồi. Người ta nói, hổ phụ sinh hổ tử. Chó dữ sanh chó lai. Mà khỏe thế nào con nói cho tiếng nghe coi. Trời ơi, thầy giáo nói vậy nè ha. Sao sao? Em rất là giỏi. Em hả, em khỏe mà tới nước em kéo nguyên cả lớp tụt cái đằng sau luôn á.